Bờ mông yêu ớt bức thư gaming đây. Rồi xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ thử chơi game Among Us. Dạo này thì mình thấy có rất là nhiều bạn đã bình luận bảo mình chơi thử game này. Rồi thì game này mình cũng chưa biết chơi, nói cho nên hôm nay mình sẽ thử chơi hai trận nha các bạn. Mình nghĩ chắc là chúng ta chỉ cần làm cái nhiệm vụ ở trên thôi đúng không? Đầu tiên là sửa đường dây điện thì phải. Xem là chúng ta cần phải sửa đường dây điện đâu. Nói chung là những cái dấu ở trên chính là nhiệm vụ của mình đấy các bạn. Những cái dấu mà một chấm than màu vàng trên bản đồ là nhiệm vụ của mình. Và mình phải gọi là làm như thế nào đó để có thể làm hoàn thành nhiệm vụ mà không bị thằng gọi là phản bội tiêu diệt. Đây, không biết là có đúng hay không. Rồi đó, nói chung là nhiệm vụ cũng đơn giản như vậy thôi. Phải nói, ở giữa có gì đây? Mình chỉ cần bấm theo đúng không? Ok, cũng khá là đơn giản các bạn ơi. Rồi, mình nhớ được. Rồi rồi. Tách, complete. Bạn đã thanh niên cái khả nghi quá các bạn ơi, tại sao nó lại chạy xuống đây? Nhanh chóng sửa lại cái này nhá. Rồi rồi rồi, mình đã sửa. Ôi ôi ôi. Sao chạy nhanh thế? Mình sợ lắm các bạn ơi. Gì thế? Có báo động, chuyện gì xảy ra vậy? Nói chung là mình sửa cái này trước nhá. Oxy cứ... Oxy bị gì thế? Nhanh 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 nhanh. Không biết là có ai sửa chưa. Nhưng mà hết báo động rồi, tốt quá. Quay 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 quay, thanh niên này nghi lắm các bạn ơi, nãy giờ nó có đi vòng vòng đây không à. Rồi 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 rồi. Tiếp tục làm nhiệm vụ chứ. Nói chung là chơi game này đứa nào cũng khả nghi hết á. Thôi rồi 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 rồi. Sửa sửa đường dây điện nhanh nhất có thể. Cái này cũng khá đơn giản các bạn ơi. Nói chung là mọi những cái thao tác nhiệm vụ đơn giản như vậy là tốt. Rồi, sửa cái dưới đây luôn. Gì nó vậy? Đứa nào làm gì đó? Ok, có người bấm báo động rồi. Vậy là đã có 4 người bị sát hại ở đây các bạn ơi. Thanh niên nào? Hu, đúng rồi. Ai? Theo mình đoán là ai đây? Màu nâu đúng không? Màu nâu à? Hả? Có đúng là màu nâu không? Thôi chuẩn bị, chúng ta có thể bỏ phiếu rồi các bạn ơi. Nhưng mà mình không biết là có đúng hay không, nhưng mà mình sẽ bỏ thử nha các bạn. Nói chung là mình nãy mình không thấy thằng màu nâu này ở đâu cả. Nếu mà chính xác thì chúng ta sẽ thắng được trận này luôn. Tại vì có một kẻ phản bội duy nhất mà thôi. Thanh lá nhanh lên. Nói chung là mình không giỏi tiếng Anh cho lắm, cho nên là nhiều khi mấy thằng này nói gì mình cũng không hiểu nữa nha. Ô, thắng rồi. Vậy là cái thằng màu nâu chính xác là cái thằng phản bội các bạn ơi. Yeah. Rồi mình đã được một trận thắng đầu tiên rồi, chúng ta sẽ tiếp tục nha. Rồi chúng ta đến với trận thứ hai. Trận này chỉ có 8 người thôi các bạn ơi. Rồi, nhưng mà chúng ta sẽ tiếp tục nha. Nói chung là mình thấy game này khá đơn giản dễ chơi đấy các bạn ơi. Bây giờ thì cần phải gọi là đến phòng admin đúng không? Nhiệm vụ đầu tiên của mình là đến phòng admin các bạn ơi. Mà game này công nhận là nổi tiếng thật các bạn. Được lên đài VTV luôn. Rồi, phòng admin đây mình sẽ sửa lại. Ôi, sao thanh niên kia đây? Nguy hiểm nhá. Nói chung là mình không nên đứng gần thanh niên này. Cảm thấy khá nguy hiểm các bạn ơi. Mình nghi ngờ thằng màu xanh lá đó. Giờ chúng ta sẽ làm nhiệm vụ ở đây trước nha. Rồi, bơm đầy bình xăng lên. Vẫn chưa xong nhiệm vụ này. Thằng xanh lá này sao nó cứ bám theo mình hoài vậy? Khá là đáng nghi. Hả? Ok, ok, có... vậy là không phải một thằng xanh lá à? Rồi, rồi, rồi. Có ai đó đã bị gọi là tiêu diệt rồi. Ai? Hả? Một tím là sao? Màu tím là sao? Mình chưa có làm gì luôn á. Cái thanh niên màu vàng đó. Không biết ai, nhưng mà mình thử bỏ phiếu thanh niên màu vàng nha các bạn. Rồi 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 rồi.
Còn một thanh niên cuối cùng, tới thanh niên màu xanh này, nhanh lên nào. Quầy nó nói là nó nhìn thấy một tím đến phòng, sau đó đi chỗ khác. Ở cái thằng màu xanh lá này hơi bị láo rồi nha. Hồi nãy là mình thấy nó, cho nên là mình mới đi làm nhiệm vụ khác đi. Nó cứ bám theo mình hoài. Hả? What? Ừ? Nhanh lên nào, vẫn còn một thằng chưa bỏ phiếu nữa, rất là bực nha. Mình chắc chắn không phải là mình rồi ấy, tại vì hồi nãy là mình không có làm gì cái thằng màu cam này cả. Rồi nó bỏ phiếu mình rồi các bạn ơi, không biết gì lý do gì luôn, rất là xàm. Cái ở trên đây cái thằng chữ B, tên chữ B là màu hồng đúng không? Mình mới là màu tím. Rồi sao thằng kia lại cười? Hả? Thằng màu xanh biển cũng chưa làm gì cả. Phải đợi hai mấy giây nữa các bạn ơi. Ủa, thoát luôn. Ơi, mấy này bỏ phiếu mình rồi các bạn ơi. Đúng ngu luôn. What? Đúng là tội ngu như bò ấy. Thôi được rồi, mình sẽ chơi thêm một trận nữa nha các bạn. Để xem là bọn này nói gì. Đấy, thấy chưa? Rõ ngu. Thằng này cười cho nên mình nghĩ chắc chắn là thằng đó rồi. Thôi, mình sẽ không qua chữ khác mà mình sẽ xem cái thảm hại của mấy thằng này như thế nào. Vì cái tội ngu. Mình cũng muốn tìm ra xem là thằng nào mới là thằng hung thủ thực sự đây. Nói chung là xem ở đây sẽ đơn giản hơn. Xem đứa nào là đứa. Ở đây mình có làm được gì không ta? Rồi mình sẽ đi theo dõi nhé, coi thằng nào. Thằng màu xanh lá là cái thằng mất dạy nhất trong đây, biết rồi. Đâu? Mình có thể bay xuyên qua được các bạn ơi. Thế thì có thể di chuyển nhanh hơn được rồi. Em không biết là mấy thằng này suy luận kiểu gì mà đúng ngu luôn. Tại vì mình thấy nó đứng ở đó, tất cả đều nghi ngờ lẫn nhau hết đúng không? Cho nên là mình mới không gọi là làm nhiệm vụ ở cái phòng đó. Hay đúng là bị oan. Mình có thể làm nhiệm vụ ở đây được. Mình nói chung là mình cực kỳ ghét những cái thằng mà ảo tưởng sức mạnh đó, tưởng mình là người đúng nhưng mà thật ra đéo đúng chút nào cả. Biết là làm được nhiệm vụ không đây? Nếu làm được vẫn làm nha. Rồi. Ủa, mình đã không còn trên cõi đời này nữa mà mình vẫn làm được nhiệm vụ là sao? Tao không hiểu. Tức là như thế nào? Game này rất khó hiểu nha các bạn. Tao thử xem. Mình vẫn làm được nhiệm vụ là như thế nào? Vẫn làm được nhiệm vụ nhưng mà mình đã gọi là test rồi nhưng mà vẫn làm được nhiệm vụ các bạn ơi. Rồi thôi mình sẽ cố gắng làm nhiệm vụ nha. Làm xong thì mình vẫn win mà. Để xem coi ở chỗ nào. Phòng điện đúng không? Có khi làm vậy còn nhanh hơn nữa các bạn ơi. Nhưng mà mình không hiểu là game này nó chia nhiệm vụ như thế nào. Tức là mỗi người sẽ có một cái nhiệm vụ khác nhau à. Rồi rồi rồi. Đã download xong rồi, bây giờ đến upload file nữa là xong. Sau khi bị hãm hại oan rồi nhưng mà vẫn làm nhiệm vụ rất là tốt luôn các bạn ơi. Đấy, xong. Hack complete, bây giờ vẫn còn một cái nữa. Ở đâu ta? À, dưới phòng khiên. Rồi thua rồi các bạn ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với trận cuối cùng trong ngày hôm nay. Trận này có vẻ đông người hơn các bạn ơi, 10 người lận đầy đủ luôn. Không biết là lần này mình có được trở thành gọi là kẻ phản bội không ta? À, nãy giờ hình như là mình chưa từng được trở thành kẻ phản bội thì phải. Rồi bây giờ mình sẽ đi làm nhiệm vụ nha, sẵn tiện là nhiệm vụ mình bên đây luôn. Ôi, phải bắn mấy cái này à. Rồi rồi rồi, hiểu rồi, hiểu rồi. Mình sẽ bắn hết toàn bộ mấy cái này. Tổng cộng là phải tiêu diệt bao nhiêu cái đây? Khó quá các bạn ơi. Tưởng dễ mà nó hơi khó, tốc độ bay khá là nhanh. Rồi không, hoàn thành được nhiệm vụ rồi. 20 cái thôi đúng không?
Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với lại cái phòng bên dưới luôn, rất là gần ở đây. Đây 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 đây, nhiệm vụ của mình ở đây rồi. Rồi lại là tiếp tục cái này là cái gì đây? Chuyển file vào dữ liệu cái bàn của mình. rồi bây giờ thì chúng ta cần phải đến với cái chỗ tiếp theo. Chung là cái game này mình thấy là chơi chung với bạn bè sẽ vui hơn các bạn ơi, còn có mình anh mình chơi thì nó sẽ như thế này thôi. Nói chung là mình đơn cò lẻ bóng mà, cho nên là mình chỉ có thể chơi game một mình thôi. Rồi rồi rồi, và thanh niên nó lại đứng đó nữa, lại là cái thằng mất dạy đó nữa. Có phải là cái thằng nãy mà nó đã gọi là tố mình không? Nói chung cái số của mình chưa từng được trở thành sát nhân các bạn ơi, chưa từng trở thành kẻ phản bội, muốn một lần thử ghê. Rồi đây, nhiệm vụ của mình là cứ sửa cái này thôi, đơn giản. Còn một cái cuối cùng nữa, nằm bên đâu ta? À, chắc là rồi, mình biết cái chỗ đó đâu rồi, mà cũng có mũi tên chỉ nữa hả? Đứa nào thế? Nếu mà bỏ phiếu thành công, ấy ba đứa rồi à? Đâu, để mình xem nào. I'm not speak English. Đứa nào? Nói chung là mình cũng không biết tiếng Anh nhá. Maggie là gì? Tại sao nó lại không nói ra rõ tên hoặc là màu đi? Maggie à? À, nó nói ra rõ tên này các bạn có đúng không? Ủa? Không phải rồi. Lần này là thêm một đứa khác bị oan nữa. Ủa nhưng sao vẫn thắng là sao? Ê, không hiểu gì hết các bạn ơi. Cái trận vừa rồi có ai có thể giải thích cho mình hiểu không? Nói chung là mình đã thắng được rồi các bạn. Vậy là ba trận của ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Nói chung là mình thấy game này khá là đơn giản, chơi cũng khá là thú vị. Nhưng mà nếu mà tập trung được bạn bè lại với nhau á, kiểu như chat Miro với nhau rồi lừa dối lẫn nhau thì nó sẽ thú vị hơn rất nhiều. Nếu mà các bạn thấy thích video này hãy bấm cho mình một like, đăng ký nếu các bạn là người mới, và đừng quên lấy chuông để nhận được những thông báo mới nhất đến mình. Hẹn gặp lại các bạn trong một video khác. Bye bye.